rồi sát bên mà không dám nó xa được. Người yêu mà cái bên mà còn nó xa nhau nữa. Dạ mình xin chào cô chú anh chị gần xa nha. Mình xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Ơi, sáng hai vợ chồng mình đi chợ nè, bữa nay mình mua được hai cá tai tượng nè. Đó. Rồi mình chiên xù. Ăn rau sống, bánh tráng và miếng bún nè ha, với miếng thơm một hồi mình làm mắm nêm. Chấm. Thì thôi chị giờ chị em bắt tay vào việc chị Năm ơi. Vậy bữa nay mình khỏi nấu cơm mà chú ơi. Khỏi luôn. Bún dạ, bữa nay bún quá. Rồi chị cá đi. Bữa nay hai con bữa giờ bán rau nha. Rồi rau đi rồi. Em bắt đầu là mình bỏ là chiên cá nha. Dạ, chiên cá đi ạ. Rồi cái chảo này. Cá tai tượng bự mà chiên cái chảo này nó bé. Ê, mình không quên cái đèn thần của chị Năm đâu. Ê, cái đèn thần của chị Năm. Cái đèn thần Aladdin của chị đó. Yo. Ở bên chồng làm nhà ổng gầy, nó làm tranh thủ Tết chứ kịp giao gì. Bữa nay nó kêu thợ về đánh cho rút xong rồi nó giao gì mà nói chuyện quá trời bên sông. Bữa nay mười mấy người luôn anh. Mười mấy người, ờ. Lúc này có chú Tám, chú Tám phụ á, chị đỡ sức chú Tám. Dạ. Sao lúc này bán chậm quá chị Tím ơi. Đúng rồi, tớ bán ế lắm chị ơi. Dữ lắm, ế luôn. Bữa nay chị mệt chết luôn vậy. Dạ. Có gì đâu chị Năm ơi, chị em mình thì giúp qua giúp lại chị Năm. Thì giờ vợ chồng em bây giờ đây cũng là con cái nó ở xa. Giờ còn hai vợ chồng thì giờ chị đơn chiếc thì vợ chồng em qua đây giúp anh chị thì có gì đâu. Chị cũng cảm ơn chú Thím nhiều lắm á. Thôi em lấy ơn thì trả cám rồi đó. Ổng ăn cám, ổng ăn heo hả? Bài, không có. Cám nó bay gió, cái này gió Tết nè. Bay đi hết rồi. Lấy ơn rồi, cái ơn nặng. Nghe nói cám cám, nói giống cái bài nhạc cảm ơn ai. Khi xuân về vui thật là vui. Cái bản nó cũng hay lắm anh, em muốn thuộc. Cảm ơn. Cảm ơn á anh. Hên còn cái cô này được hai con nè, vợ dạ, mua hết luôn. Được hết hai con luôn. Dạ. Nhìn hai con luôn. Dạ, luôn. Mình ăn cá nhiều thì có ăn cơm chị Năm. Có nấu cơm. Chiên cá này phải dầu nhiều mới được, ngập con cá nó mới là nó mới giòn cá được. Ở bên đây em bầm tỏi ớt cho anh á, đó anh làm mắm nêm nha anh. Em làm nước mắm ngon em làm luôn đi. Tự biên tự diễn đi. Rồi nha. Lát em làm cho anh ăn nha. Ừ. Chưa có đủ không? Cái chai lỡ đổ này chưa thấy đủ. Chiên là phải ngập mỡ như vậy nè. Cá. Dạ. Hôm qua nhà thờ cho được 2 phiếu rồi. Năm nào cũng vậy, Tết là nhà thờ cho quà là 2 phiếu. Đây chị Năm với vợ chồng mình đi lãnh nè, có dầu chiên cá luôn. Dạ. Chúng ta bà mua gãi kìa nè. Gãi bự bự không ngon chứ. Gãi bự cuốn ngon chị. Năm chị làm được cái ống thổi lửa này đỡ quá nè. Dạ. Ông này chắc ấy quá. Chiều em làm gọn rửa sạch chắc em đem giấu luôn quá. Chị ơi, khóm này bầm nhỏ nhỏ vậy luôn hả chị? Dạ. Chị ơi, miếng khóm này em mua chín nó ngọt lắm chị ơi. Nha, ha. Hấp dẫn quá hay đi. Quá trời hấp dẫn luôn. Ngọt té đáy mày. Anh nói bậy. Em ngọt, anh nói ngọt chứ anh nói bậy quá anh ơi. Thôi đâu đái, mình nói đái chứ. Chút đừng lại xin miếng nha. Rồi, chảo dầu mình cũng đã nóng rồi nè. Giờ cho cá vô luôn được rồi. Quá trời cá. Anh cầm con. Cầm luôn, giờ cầm luôn. Chứ đũa nào mà gấp được nó. Tắm nó luôn. Cá tự chiên xù làm phải chịu khó, mình chiên phải
dưới bề dưới bề mình phải thối mở lên lưng bề trên. À, nó phù là đẹp chưa. Rồi giờ mình chở này giữ nó bùng mình cho nó nằm hoài cũng mỏi mệt đây là trời ơi nè giống dĩ gồng quá nè trời ơi trời ơi nó giống dĩ gồng quá chị Năm nè giống ấy quá ta cho nè giống anh phòng tôm á vậy đó nè quá hấp dẫn nè tới cả trời tượng luôn hai con là 2 ký mấy gần 3 ký anh ơi anh đây em chiên cá em làm mắm đêm luôn anh ơi làm cho nó thấm chút mình ăn đó đúng rồi cho thơm nó ra nè dạ anh ơi em làm nguyên cái tô bự này luôn chút mình múc ra anh ơi đúng rồi cho nó giọng giỏi dạ 3 ký luôn mình làm mắm nêm á mình cho đường với bột ngọt thôi chứ không cho gì hết trơn tại vì mắm nêm nó có chất mặn rồi đó mình cho 1.5 muỗng đường mình cho bột ngọt nhỏ này mình cho chừng 2 muỗng thôi không bột ngọt nhiều cũng mới tốt cái này là nước nóng bình thủy nè mình để cho nó nguội nãy giờ rồi nè giờ mình cho vô 3 giá rồi mình vậy đường với bột ngọt cho nó đều ra anh ơi mình làm hết chai mắm nêm này hả anh làm hết đi anh làm hết luôn á ăn cá bự mà dạ. Làm hết đi. Ăn cá chà bá lửa ăn cá chà bá lửa luôn à chiên cá cừu chiên cừu mình phải thương yêu nâng niu nó về nè mình tắm cho nó nhiều người của nó nó giòn nó chi hồi sáng em mua về anh em rửa 3 trái chanh một nắm bự muối luôn á anh đúng rồi em rửa 3-4 nước luôn á giờ em để cho nó ráo mương nó đâu có tắm rửa gì đâu có nước thiệt nhiên không có chịu cọ gì mình về chị cho nó dạ giờ đường nó tan hết rồi nè mình cho mắm nêm vô luôn rồi mình cho hết một chai luôn rồi cho thơm nãy giờ mình bầm nè sẵn cho Nhiễm giờ mình cho vô luôn mình cho thơm vô luôn mình ăn cá chê tượng rồi nè cuốn bánh tráng rau sống mình phải làm mắm nêm nhiều ăn mới sướng cái miệng mình làm nhiều vậy nè quậy cho đều lên mình quậy cho đều cho nó thấm xong rồi múc cho anh Năm một chén anh Năm dạ giờ mình mới cho ớt vô với chanh vô chị em lấy cái chén em múc cho anh Năm miếng đi để lát hả tội nghiệp ảnh ăn cay cũng được chén là thiết dạ rồi em đi nếm cho vừa ăn mình múc viên chanh dạ quá trời thơm luôn rồi cái em nếm xong cho vừa miệng anh Năm dạ. Rồi em múc riêng cho anh Năm riêng chén rồi mình mới bỏ tỏi ớt mình vô nha cho tỏi ớt mình vô mình ăn cay quá trời chén cái tô mắm nêm hấp dẫn quá đó, mình làm sạch sạch vậy đó em dạ làm sạch sạch thì em mới ngon anh rồi mình chấm nó dính dạ mình múc cho anh Năm xong rồi mình cho tỏi ớt vô hết luôn mình cho tỏi ớt vô hết chứ bắt đầu mình quậy cho đều kỹ thuật quay thì nói chung ra là cũng rất là rõ vì bên trong chữa nhà ăn tết đó cả nhà mong cả nhà thông cảm nha ồn quá ồn làm mắm điện rồi hết chính đáng làm rồi chị có bún chắc ra nè nó tới kia rồi nè giòn hết nguyên con luôn nè dạ. Đó, giờ cầm giếm anh nha dạ quá wow, hấp dẫn em ơi chị dạ. Nha ôi chú cha ơi chị Năm chỉ có mấy cái dĩa này vừa con cá luôn ô ngon quá trời ơi quá ngon luôn tiếp tục con thứ hai luôn anh ơi để em vớt cái giải cá ra cho anh để anh chiên thêm con nha anh rồi em vớt mình đi vớt dễ để nè để em vớt cho anh này nè đúng rồi để nó khác đúng rồi nó còn nóng chú Tám nghe lớp bớp bớp đi ha dạ giòn nó đi chú ngập mỡ luôn vớt mấy cái dễ nó rụng hết mình là phải không dạ anh
Đây, con thứ hai. Tiếp tục vào lò. Thả từ từ thôi. Ở dầu nó nóng lắm. Không mà con nói đâu. Đó. Chị Năm, cái chảo nó đang nóng nè, mình chiên con rồi, bây giờ chảo nó vậy ra mình chiên con này nó mau lắm đó chị Năm. Dạ dạ, nó mau chín, dạ, nó mau giòn lắm. Dạ, mà nóng là chiên cháo quá xuất sắc luôn hết bác. Chiên phải nó giòn mà nó chín nó vàng như vậy nè. Chị đi bán thức khuya dậy sớm về bồi dưỡng vậy đó. Vừa chơi ế cũng vui ha. Dạ. Chị đừng sợ, từ đây có vợ chồng em mà có ế một hai cục xôi tụi em vớt cho ăn hết. Phải chở liền cho cái lớp dưới nó phùng rồi nè. Trời ơi, ôi cái này cơ bằng nó trù lông nhím luôn nè chị Năm ơi, quá lẹ nên nó trù lắm rồi. Đẹp ghê chưa, tử nó luôn mình yêu nó cho nó đẹp, nó vàng, nó mình ăn nó hấp dẫn. Hai cái này đứng nhà hàng vậy đó. Nhà hàng của anh Năm chị Năm ha. Là nhà hàng nổi, mình nhà sàn nổi. Nhà hàng nổi hay nước ngập có đi. Rồi. Rồi con cá này nó cũng đã chín rồi nè. Bắt đầu là chị Năm ơi. Em vớt ra chuẩn bị mình dọn ăn, em vớt ra rồi em vô mời Năm ra ăn luôn chị Năm ơi. Đói bụng rồi. Giờ cho nó gáo gáo lên. Quá trời hấp dẫn luôn. Đây mình trang trí chuẩn bị ăn chị ơi. Mình ăn cá chiên xù này phải mỡ hành mới ngon chị. Chị mỡ hành lên rồi cho đậu phộng lên nữa chị ơi. Quá hấp dẫn. Dạ, đậu phộng để nguyên hộp lên. Em trang trí đẹp đẹp vừa phải thôi nha, chứ đẹp quá để coi luôn họ không ăn á. Ừ, ăn đi. Vậy mình cho đậu phộng lên. Rồi, đậu phộng lên đi chị. Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn quá chí, hấp dẫn. Năm ơi, cái này hấp dẫn mà Năm. Hấp dẫn quá chí vậy? Dạ, sáng hai chồng em đi chợ sớm mua được hai cái phi tượng anh. Dạ hả? Dạ. Cái tượng, em chiên xù. Ôi làm bánh niêm. Cá này lên con. Phải làm ly mới được Năm ơi. Có Năm ơi. Lên con. Ừ. Rồi vô con lên ra với. Dạ, lên với. Đi kiếm nổi rồi con. Này bắt đầu đẹp đi ta. Chị. Chị ơi, cho ngồi hai ghế đi chị. Cái loại đi. Trời à, anh bấm đi không cay của anh. Rồi biết rồi, hấp dẫn quá chị ơi. Chị ơi, bọn chén chị làm cho mắm đêm không cay cho baby luôn đi chị. Rồi, ngồi lên đó chị. Ngồi đi, baby ngồi con. Ngồi xuống. Đi chén nhỏ đây nè chị. Baby ăn nước tương nha con. Thôi ăn nước tương vậy anh mắm niêm luôn. Mắm niêm luôn. Cay á. Không cay nè, em có làm không cay. Rồi, dạ. Phải để cay nè, nó rồi đó. Đó không cay. Chị Năm ngồi đi. Giờ cá thể tượng chiên xù mình cũng đã chiên xong. Giờ mình xin mời cả nhà mình dùng cá thể tượng với gia đình mình nha. Quý bà con cô bác cuốn bánh tráng với cá thể tượng với chú Năm nha. Mời cả nhà dùng cá thể tượng chiên xù với gia đình mình nha. Mời cả nhà dùng cá thể tượng chiên xù với bà Tám nha. Con mời cô chú anh chị ăn quốc cuốn, mời cha mẹ và chú Tám chúng ta ăn quốc cuốn. Yeah. Con mời ông bà cô chú ăn cùng giúp con. Con mời ông nội, con mời bà nội, con mời ông Tám, con mời bà Tám, con mời mẹ ăn cùng với con. Trời ơi, trời ơi, ăn cuốn rồi. Bữa nay muốn si rồi nè. Cái này muốn bệnh rồi, tội nghiệp quá à. Ăn đi con. Rồi, thôi anh Năm cuốn đi Năm. Năm cuốn đi Năm ơi. Mà anh Năm ơi. Thôi kệ, thôi bây giờ mình ăn chơi khỏi trước cuốn đi. Chứ cá thể tượng này nếu mình ăn không là không có được. Nó bụng. Nó không tiêu. Chẳng có Út Anh, nó hôm qua bạn bè nó nghe nói cha bệnh đó, nó tặng cho Út Anh một chai Bụ xim. Để anh uống cho nó tiêu. Giờ khớp á, chị về chị nhức mỏi đó. Anh nói đó là vụ xim á. Hồi nãy thấy anh Năm có gót gà không? Cái này đây hả anh? Đó. Cái này nè, bụ xim nè. Bụ gì? Bụ xim. Thôi bây giờ bệnh rồi mình sức khỏe mình kém thì dùm uống thuốc nha. Rồi mình cuốn đi, cuốn ăn trước cái nó cho nó có gì trong bụng. Cuốn rượu không con? Cuốn nào cuốn cho con? Cho có gì trong bụng. Cuốn ai cái nào cuốn lên hả? Đây bây giờ sống nè anh ơi. Thấy hai cái đám rau sống này đó là mình thấy mình thèm mà.
đó bị tượng à, bún nữa. Bữa nay em lấy bún nhuyễn anh Năm. Ừ. Dặn quá, dặn em ơi. Con cá này mẹ dễ con nha. Rồi, cũng dễ. Bẻ đi con, bẻ cá đi. Con dễ nạt á. Không dễ cá đi. Được. Rồi, dễ đi. Quá, chồng cái chiên giòn quá chí giòn. Con này nè con có nạt. Anh Năm này nạt nè Năm. Rồi, gấp nhanh Năm này. Rồi, được rồi. Ồ, anh Năm bình bình ra cuốn rồi. Con dễ cho lên nè con. Bỏ cũng giòn quá giòn ha. Quá giòn. Cái dĩ này ăn bổ lắm á. Mà cái dĩ luôn. Cái dĩ á. Cái dĩ rớp rớp rớp. Có canxi á. Ờ canxi chứ không dễ đâu. Quá trời. Thằng quá giòn. Nghĩ cho Quy. Thì con. Ăn đi, ăn cho có cái bụng cái anh em mình nhìn chút ngồi anh Năm tặng khán giả cả nhà mình ăn. Được không con? Trời. Cái gì? Góp góp vậy đó. Quá trời giòn nè. Được rồi, một cái nhiều đúng không? Đó, ở bệnh anh Nam chia rồi nha, ở bến đó ba bạch đó. Anh biết ai lỗ rồi nha. Quý con Vi á, con á, đây ba anh em. Chia biết ai lỗ rồi, đây có hai mẹ con á nha. Thôi lỗ lời chị à. Ừ. Ăn có sức khỏe được rồi. Quá giòn anh ơi. Không có chứ giòn hết đó. Quá giòn. Cái này là mình chấm mắm nêm phải không? Dạ, mắm nêm á anh. Đúng sách của nó luôn. Mắm nêm ngon. Mắm nêm ngon không? Có số này để mày gói cho con nha. Mắm nêm làm thịt chợ chấm mấy dính nè. Mày gói cho con rồi. Con gói cắt được. Hả? Con gói cắt được. Quá trời cá giòn luôn. Bún không đó. Anh đổ người hai chai dầu à. chai hổm nó xuống miếng rồi. Mình chai nguyên luôn. Chảy giòn quá trời. Ngon quá ăn dễ con. Mắm nêm vừa ăn luôn nha. Vừa ăn. Cái này. Cái này. Ăn cá nhiều vô con. Ăn cá được tốt. Tốt chứ. Được không anh? Quá trời ngon luôn. Một cuốn rồi anh ơi. Mới đây một cuốn rồi chị Năm. À. Hết cuốn rồi con bụng rồi mình muốn một tốt. Quá. Ăn. Dĩ dào hấp dẫn quá. Giờ quế giờ bún lủi nè. Giờ giáp cá nè, đủ thứ dao chưa? Cứ ngồi cuốn rồi con. Mình ăn dân gì mới ngon anh ơi. Ừ. Dạ. Bún vô. À trời mắm nêm. Vừa hả? Này đi con khỏi chấm. Là mắm nêm hết sảy luôn. Ừ. Đây làm lại cho cái gì luôn nha con. Nước mắm anh làm ngon anh hút nước mắm. Ý mắm nêm làm ngon anh hút hết trơn anh. Ừ. Nó nước rối. Em thấy anh hút rồi em biết ngon rồi. Ừ, dạ. Còn không ngon là còn nguyên rồi. Rồi ăn nó coi. Sáng con. Anh cắt của người nè. Bên này mình xay mồi luôn hay gì Năm? Xay mồi luôn, xay mồi luôn. Cái này anh có muỗng anh, múc đồ phộng lên. Không có. Múc đồ phộng ăn cho nó béo. Có lót lên, là cuốn lót dài đó. Dạ. Rồi gót 5 miếng rồi. Đây, múc đồ phộng ăn cho béo nè anh. Đây. Quá thơm nè. Qua múc cái này bụ bụ, bụ xim nè, bổ máu. Mà chim thái luôn hả? Chim thái luôn. Uống bộ máu rồi. Ừ. Thơm quá anh Năm ơi. Thơm quá thơm. Dẻ này rớp rớp. Ừ. Quá rớp rớp luôn. Lá bể đùa nặng anh. Ây da. Thơm quá. Thơm quá. Thơm quá. Rồi cũng ngon. Ngon quá. Cũng ngon. Thơm. Nghe nó con. Ây da. Ăn cho anh ơi. Rớp con nè. Đây là, để mình chiên thử cái đùi coi. Cái đùi giòn giụm luôn á. Giòn giụm luôn hả? Rồi. Vệt vô, mắm nêm. Quá giòn luôn. Mấy vị thấy không tắm, nó không biết cái gì giòn. Bà chúng ta tắm cái đùi mình đi dựng ra cái tánh vỗ tay không? Nãy em có mua bánh đồng tôm nữa hả anh ăn nè. Lâu lâu được con ăn thịt đó. Lâu lâu mình ăn cái này bắt quá chị. Ừ. Bắt nghĩ ăn ngon. Thấy em tắm ăn á. Lại để lại đi con.
Thấy bà tám mà ngon quá kìa. Bà chút lắm luôn. Bà chút lắm. Giống thủng ha. Tám chiên cá mà cái đuôi mới bị ăn được luôn á, mà công nhận cái dãy này giòn lại hại giòn luôn lắm. Ngon. Tưởng là gói cuốn là có bánh thồng giống hay gì vậy? Không, mình chiên giòn vậy mới ngon. Thưa, con thấy thưa không, ở trong nội tới luôn, tới luôn. Anh thấy mà anh ăn ngon quá, anh bẻ mà ăn rồi. Em dành nói của anh nữa hả? Dành nói của anh luôn. Đâu này luôn rồi. Dạ. Quá giòn, đặt vô chúng ta nha. Quá giòn chị ơi. Nè, không biết thấy mà nó giòn không? Dài cốm nha. Ăn thì giống dài cốm quá. Ăn gì bổ nấy. Ăn đuôi bổ đuôi. Đáng mặn đây, cái đuôi rất là béo luôn ha. Dạ. Quá giòn không? Ăn rồi quá. Được rồi. Ăn giòn. Vì quá ăn hai đuôi. Bắt đầu ăn tưởng ra chú tám bệnh vỗ tay không? Quá giòn. Quá chỉ cơm vậy. Nhưng mà giống như ăn cơm vậy ta. Ừ, ngon quá. Ai nói năm bằng tình. Năm bằng nào. Quá ngon quá. Quá ngon. Quá. Có bấm niêm vô. Rồi hấp luôn. Ừ. Tự tin. Bấm niêm em làm vừa ăn luôn anh. Bấm niêm mình tự làm. Ngửi cho thơm luôn. Hấp luôn. Dạ. Ngon quá. Anh thử coi. Ha. Con không tránh hơi bì. Tránh lại. Em bầm nửa cho thơm cho anh luôn á. Anh nói ngon. Giờ em nặng thêm một trái chanh nữa. Ừ. Anh nghe chút mau lớn. Anh nói ngon. Anh chỉ hết nghề cái mốt anh lụm cái hình là em hết mặn được luôn. Ăn cái viên sùng này trúng cái đường hồng lên á, bé béo tắm rồi. Rồi. Béo thiệt luôn á con. Dạ. Ăn chút cái mai hành cái nữa thơm cái nữa. Ăn đi con, ăn mới uống thuốc. Ăn gì nhiều đi, ba người quả anh con á. Hồi nào bà Tám mua hai con bự cho bá luôn. Mình chán này dài ha. Hai con gần 3 kg con. Dạ. Tính chán mình ăn kình ha. Rồi. Uống nhiều thôi nha. Ăn hết đó nha. Dạ. Uống thuốc mình uống nhiều quá nó không ngon. Giờ đúng rồi anh, uống hết ít thôi. Ừ. Bây giờ hãy ăn trước rồi giờ tới ăn. Đây. Mỗi hành là. Mỗi hành lấy giờ muỗng múc của con mới ngon. Dạ. Quá trời nó giò anh ơi. Thôi anh đưa cái muỗng cho anh múc luôn cho anh ơi. Rồi. Rồi. Đó anh năm cho giúp cho anh. Dạ. Uống mới cái ly thứ hai mà chúng nó người nóng gần mà múc như vậy mới ngon nè chị. Tan máu rồi đó. Nó có mình múc vậy nè, vừa có mỡ hành, vừa có đậu phộng nữa, nó béo. À. Tưởng đâu bữa nay không ai biết ăn ba cái dãy cái bùi mình vẫn sấy hết mà. Ai cuốn đâu, nãy anh cuốn cho anh nè. Ăn. À, cảm ơn em. Nha, cuốn cho anh đó. Ăn đi anh. Cuốn mắm lên cuốn. Rồi. Giờ cuốn đẹp quá nè. Em mới làm gỏi cuốn em bán luôn. Em bán cho anh chị Năm với Quế. Năm. Em bán cho anh Năm với chị Năm. Bán ngoài bán ế chết luôn hay Năm. Chị Năm phái rồi, chị Năm thích rồi. Thích rồi, thích rồi. Trong gụm ha. Thấy đuôi rồi, béo béo. Chị Năm thích rồi. Chết tám rồi đó. Chết rồi. Bữa nay bán ế chứ có 98 là về cười xong. Anh mình chở qua không anh? Được rồi em, ăn đi, múc đi. Dạ. Cho hết, đời nào bể. Dạ. Anh Năm ăn ở chợ quên, nó chở qua cho anh Năm ăn rồi. Chở qua cho anh Năm ăn anh. Rồi, để cho anh chở. Đây, em lấy cái thương ra luôn. Rồi giờ nữa. Cái gì vậy, trên này cũng béo cũng giòn lắm anh Năm. Ừ. Đó, khỏi cần chở anh Năm. Rồi, khổ cần. Ừ. Gạo vậy, giòn giụm luôn. Giòn giụm luôn hả? À. Quá rồi. Ok. Thiệt. Giòn giụm luôn. Bỏ vô tao, ngồi cho chó ăn. Nó đút nữa con, nó đút cho biết. Cao lên hả? Mình ăn nó dính cái hộp bọng vô cái mỡ hành nữa, nó béo ghê luôn.
nó thơm lắm không? Trời, nó thơm mấy mạnh luôn. Rồi thêm phần nữa mình ăn ở đây gió hiu hiu rồi nữa. Mát nữa. Dạ. Làm thơ đi. Có nhiều công viên mua cuốn đẹp không? Họ cuốn cho. Nè, họ cuốn đẹp nè. Con làm thơ chắc con làm thơ không được đâu. Chắc chắc này con nhờ là cho con cái tắm đây. Rồi, rồi mình cũng hết này thôi thì mình dẹp cho trống chỗ. Rồi anh hai phải anh Năm phải hát tặng cho khán giả một bài á. Tội nghiệp ngủ quá. Đi làm thì cũng lo cho cha bộ thuốc. Rồi thấy cha nằm buồn. Thấy mua cho cha cái đờn của ông bạn đó chơi mua ngủ á. Mua cái đờn nè, bữa nay mình khai trương cái đờn. Này hay lắm. Bữa nay khai trương cái đờn của ông Út nha. Ừ. Biết ăn cái dĩ nè. Quá giòn luôn. Cuốn như vợ mình cuốn mình không phụ lòng. Năm nay em mới cuốn rồi. Ba. Ba tám rồi, con chào ba tám. Rồi, cảm ơn con. Họ cũng nhai miếng cạnh này coi. Ừ. Thấy tám ngay thấy cũng hấp dẫn vậy. Thử đi con. Dạ. Quá giòn chưa? Ăn một hồi thấm mồi cái bằng thịt hết trơn. Ăn đang cũng thức giòn. Ừ. Đang cũng thức ăn. Quá giòn. Thưởng thức giòn là... Rồi cái mình suy nghĩ cái gì để mình khen chú Tám hả? Nó giòn. Có ăn thì không ăn được, ngồi cuốn cho ăn. Ăn đó là giòn á. Rồi xuống đó con. Thịt này mỹ thịt cho con nè. Cái cá cho nó con. Ăn trúng ngột đậu phộng nó béo gì đâu. Dạ. Cho nội hả? Cũng giòn, quá trời giòn. Cũng thứ 4 nè. Được. Thứ 4 à. Nhà còn cắp những gần nữa. Rớp rớp dớp luôn. Nên chở đồ anh chạy giúp cho. Rồi. Dạ. Mình ăn dao gì mới ngon anh ơi. Dao quế, dao bún lũi nè. Dẹp cá nè. Cái này ngon rồi. Rau nhiều ngon thiệt mà phải kèm cá. Lấy mặt nạc cho mẹ con ăn nhiều. Dạ. Nhiều con. Nhóc luôn. Hôm nay hai con cá luôn á. Nó gửi cho chị nhóc của Trân nè. Dạ. Ăn nhiều đi chị. Ăn rồi có sức khỏe rồi đi bán. Ăn chạy xe đạp đi bán. Bữa nay mẹ con bán ế quá trời ế được kìa. Dạ. Gần Tết thì nó ế gì lắm chị ơi. Đúng rồi đó thím. Gần Tết ế gì lắm ế luôn. Nghe nè con. Với học sinh nó nghỉ học quá chị. Dạ ai cũng để dành tiền Tết đó chị. Ai để dành tiền Tết chơi rồi chị ơi. Mà em cuốn thứ 4 rồi nè anh ơi. Ừ. Thôi anh Năm cũng uống nhiều được rồi, còn nhiều rồi cuốn thuốc rồi, cuốn góp ra không có đủ lại. Rồi để anh hy sinh em muốn hết mình cho. Rồi uống được. À, anh Năm nghĩ sao? Anh Tám ơi, anh Tám ngon rồi, cho anh Tám. Trời ơi, con về chỗ Tám. Tám ơn con nha, chồng biết bà nội ngồi kế bên ông ta bà nội. Biết ông Tám chuẩn bị rồi, chuẩn bị uống rượu vô cái đưa mồi cho ông Tám nè, quá được đi. Quá được. Thôi. Năm cũng uống hai ly với mình được à. Nghe cho nội. Để rồi ca. Ca ha. Hết cũng đó cầm ca đặng cả nhà mình nha. Cảm ơn con nghe ha. Đi. Rồi. Ngon sức rồi. Chọc. Đây là ăn này rồi ta. Nhớ rồi con. À, được rồi. Ăn đây. Chúng cái miếng đậu phộng nó béo rồi đâu. Tám uống rượu cái đưa mồi Tám liền. Thưởng Tám nè. Béo. Ngon quá. Béo quá. Cá baby đưa cho Tám ăn. Quá béo, ngon, thơm. Cảm ơn Tám nha. Có mấy người là chơi hai con cá chuyên tượng. Bữa nay ăn hết ra say mồi luôn anh ơi. Thấy anh Năm không nói lên lời biết hả? Nói lời luôn. Thôi bây giờ ăn đã rồi giờ mình ăn ở đợi con kêu qua đây ngồi đi con. Qua đây ngồi đi ăn ở đợi. Nó đắng được. Chặt lắm. Chị ghé con ơi. Chặt rồi cái rồi.
trong nó bây giờ hát một bài tặng cho bà con cô bác luôn, mà phải ý nghĩa mới được, vì cái đường đời nhiều cái gian khổ gian nan quá, rồi trắng đen quá, giờ mình cứ ca bản thối đời đi. Thôi đời đi, vỗ tay nữa kìa chị Năm với em kìa. Thôi được rồi, vỗ tay gì bây giờ cứ ca thối đời ca Bình Giang phục vụ luôn rồi. Lâu quá rồi, chúng ta vô đường thương đau đầy ải nhẫn gian, ai chưa qua chưa phải là người. Sao nữa anh Năm? Trong thối đời cười ra nước mắt, đưa trắng tay gọi tên bằng mũ giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Quá hay lắm. Người yêu ta giờ cũng xa ta, nên trắng đêm thui thủi một mình, soi bóng đời bằng gương đổ nát, nghe xót xa ngồi lên trong mắt, đoạn đường xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Quá hay luôn. Dù chẳng ai gợi niềm cay đắng, những suy tư in đậm đường ngần, mình còn ai đâu để chia vui khi chót xa buông lầy nhân thế, có suy tư nhộn phiền lên xám môi, bạn quên ta tình cũng quên ta, nên trắng đêm thui thủi một mình, soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngồi lên trong mắt, từ đường xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Đường xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Sát bên mà không dám nói xa được. Người yêu mà cái bên mà còn nói xa nhau nữa. Rồi sát bên à. Anh bệnh sức khỏe kém như vậy mà anh hát như vậy thì lẽ em phụ lòng anh. Thôi giờ anh đờn em hát lại. Rồi. Và trước là tặng cho cô chú anh chị gần xa. Và sau nữa là tặng cho là gia đình mình ha. Là dạ. Chị Năm và em với cháu Quế đồ nghe. Dạ. Nhà phẩm được quan tâm. Mưa nửa đêm. Bây giờ hết mưa rồi, hết mưa mà. Hết mưa rồi mà anh còn ca mưa nửa đêm nữa. Không, cũng còn dày chẳng mưa lác đác. Mà nửa đêm mưa nghe đừng mưa sáng đi bác. Mình chắc chắn rồi. Mưa nửa đêm được rồi, đừng mưa sáng nha. Mưa sáng này trên năm đi bác. Để chưa ngủ. Cao quá, cao quá. Điểm chưa ngủ. Nghe thử rồi. Nghe anh ta lên cao á. Đổ mưa từ chưa ngủ. Giờ bắt xong rồi. Vậy đó, em bắt trọng dân cha nha. Rồi. Giờ vô. Nó ăn cá tới cái tượng bị xù á, chuyện xù nó. Vô cho anh em không chưa biết đời này nha. Rồi. Rồi vô ha. Rồi. Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa tặng mưa. Rồi. Gác nhỏ đang lẻ loi bóng dáng trên tường loan, em gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ, gói tròn trong tôi nhớ nắm tay với gối gì. Tôi muốn hỏi có phải gì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư dấu kín trong thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm, ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cành dài nghe bụi nguội,
mưa lên phố nhỏ, có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu liên thương lại lòng tôi. Đi chót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau níu mắt đi, xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong nghìn đêm và nghìn gật, những giọt mưa cuối cùng. Tôi thích đi trong nghìn đêm và đêm đêm, những giọt mưa cuối cùng. À, có gì sơ sót cả nhà thông cảm và bỏ qua cho mình nha. Vì bản này là cỡ chừng 40 năm mình mới hát lại á. Không thuộc rồi luôn. Ngày xưa 10 mấy 20 tuổi làm ca văn nghệ đó, chiều chiều cái tất cả anh chị em nhà đó chán chim ăn không, đâu có đâu có mà gặp bông đâu, có hàng ba đó rồi cái lên trước ngồi cái rồi ăn bánh uống nước rồi cầm đàn này ca hát mà mình còn nhớ tới giờ. Là bây giờ là giọt như là những giọt mưa cuối cùng là mưa lất đác ở chị năm đó, đó không gài còn mưa râm râm chứ bộ. Bây giờ chú đó mình cái nhà lá vườn rồi ra lâu quá tôi không cầm đàn. Dạ. Ra đầu nó hơi lộng cộng chút, dạ. Bị tay nó cũng cứng rồi, dạ. Bị thằng Út á thấy buồn á, nó mua cho cái đàn này mà văn nghệ rồi vui tuổi về già mà, dạ. Cái này gà chúng ăn chặt dùa đấy. Mà anh Năm ơi, cái gì có câu người ta thường nói là văn ôn thì võ phải luyện, võ phải luyện. Thì đó đó em cũng vậy đó, đi mặn cái lao động cái tay chân cứng hết rồi. Ê, thôi mình đâu có nghĩ như ngày hôm nay mình được chung hợp lại như vậy. Để thời gian em đi cũng mấy chục năm đó rồi thử ra. Thôi bây giờ cái nhà lá dừa từ từ đi ha. Ừ. Thì mình đàn hay công bằng hay đàn gì đó từ chúng ăn thì chặt dừa hết đó. Yeah. Cái gì từ từ nó cũng như như à, thôi như à. Thôi thì bữa ăn cá chiên tai tượng chiên xù ngày hôm nay đã kết thúc. Mình xin hẹn cô chú anh chị mình video kế tiếp nha. Bye. Bye. Bye.